vẻ ngoài đầy nữ tính cùng thiết kế mới nhất đến từ thương hiệu nhà Melia. Chất liệu của chúng ta sẽ là chất liệu chéo hàn cao cấp các quý cô nhé. Một chất liệu mà vừa cao cấp này lại vừa có độ co giãn nhẹ nhàng, mềm mại, rất phù hợp để các quý cô, đặc biệt là các quý cô văn phòng, chúng ta có thể tự tin trong cả một ngày dài. Với dáng áo peplum này thì mọi người thấy là vòng eo của chúng ta được chiết rất là nhỏ đúng không? Tạo hiệu ứng vòng eo con kiến này. Những đường trần chỉ trắng này trên nền tông vải màu đen như thế này sẽ có thể là nổi bật hơn này, cũng như là toát lên một vẻ ngoài nữ tính hơn cho các quý cô nữa. Thiết kế dáng áo của chúng ta sẽ có dáng là cổ check V này để tạo hiệu ứng là mặt V line cho các quý cô. Kèm theo đó là một phần tay bồng nhẹ thôi để giúp cho đôi tay của các quý cô trở nên thon gọn hơn. Phần chân váy dưới sẽ có một dáng xòe rất nhẹ nhàng thôi. Mọi người thấy là với chất liệu chéo hàn thì dáng chân váy xòe của chúng ta rất là bồng bềnh nhẹ đúng không ạ? Tạo cảm giác là nữ tính này và tạo bước đi đầy tự tin uyển chuyển cho các quý cô. Đặc biệt là với chiều dài mà vừa phải tuyệt vời như thế này thì Lan Anh nghĩ rằng toàn bộ mọi khuyết điểm phần thân dưới của chúng ta sẽ được che gọn một cách hoàn hảo đấy ạ. Vậy thì nhìn về tổng thể, mẫu thiết kế ngày hôm nay của chúng ta không chỉ giúp cho các quý cô công sở mà đi làm này, mà hoàn toàn chúng ta có thể mặc đi họp này, đi gặp gỡ đối tác khách hàng hoặc là diện trong nhiều dịp khác nhau nữa. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu như muốn đến tận nơi thì xin mời các quý cô sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc. Melia, mặc đẹp để thành công.